Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết trong ngày 23 tháng 12 âm lịch, ngày âm cơm ôm táo tới, các tỉnh miền Bắc sẽ chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh suy yếu nên thời tiết sẽ rét về đêm và sáng. Sáng có sương mù, trưa và chiều trời chuyển nắng. Tại khu vực miền Trung và miền Nam, thời tiết được dự báo sẽ nắng ráo. Tương tự trong dịp nghỉ Tết Nhâm Dần do đang vào thời kỳ chính đông nên khả năng chủ đạo sẽ là rét và có thể sẽ xảy ra mưa nhỏ mưa phùn. Nhiều khả năng Bắc Bộ sẽ chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh liên tục được tăng cường nên trong những ngày trước, trong và sau Tết, ở Bắc Bộ trời sẽ rét. Nhiệt độ trung bình ban ngày có thể xuống đến 13-14 độ C. Còn về tình hình thời tiết hôm nay, Bắc Bộ ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 15 độ, có nơi dưới 8 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Riêng phía Tây Bắc có nơi trên 24 độ. Tại thủ đô Hà Nội, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 15 độ, cao nhất từ 21 đến 23 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi. Phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có dông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc từ 14 đến 17 độ, phía Nam từ 17 đến 20 độ, cao nhất từ 20 đến 24 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, phía Nam ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, phía Nam có nơi trên 23 độ. Cao nhất phía Bắc từ 23 đến 26 độ, phía Nam từ 28 đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Chiều tối có thể có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất tại Tây Nguyên từ 16 đến 19 độ, cao nhất từ 26 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Tại Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, có nơi trên 24 độ. Cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ.